Đúng rồi, đấm luôn. Phật em. Đúng. Phật em. Đúng không? Đúng không? Sao đứng ra, đứng ra. Đang, đứng ra. Được chưa? Phải làm như thế, tôi dùng mọi cách để tấn công. Tấn công đi chứ. Tránh xong rồi. Đấy, có còn gì nữa. Rồi. Rồi. Ôi, lâu quá. Tấn công đi. Đi. Sao mà phải đứng chờ? Tốt. Đấy, hiểu chưa? Tránh xong rồi tấn công, nào đứng ra. Tiếp tục. Rồi, chân đâu? Rồi, lấy tay bây giờ. Lấy tay rồi, thôi. Lấy tay bỏ chưa. Nào, đứng ra. Tránh xong rồi tấn công ngay. Tấn công. Nào. Không, đây. Nhìn này nhá. Thảm mạng này. Làm gì đó? Ôi giời, chú bảo mặt chứ không nghĩ gì nữa. Đấy, hiểu chưa? Ôi, ngay dễ thế không biết. Nào, nhanh. Không, nào. Nào, đấm giữa bố con nào. Đấm sâu, đấm gốc đúng không? Đánh nhanh nhé. Đấy bác đấy. Đấy chưa? Nào, cách thứ 2. Tấn công đi. Đối thủ đã. Nào, nghiêm túc nào. Nào, đấm đi. Đấm thẳng đấy. Được chưa? Cách thứ 2 là gì? Cách thứ 2 là gì biết không? Mình lên kéo rồi. Được chưa? Mình lên rồi. Rồi. Tại sao không bắt vào cái tay này? Nào. Rồi. Nhưng mà bắt vào tay thì khó, có hiểu không? Bắt vào tay này. Lúc mà đối thủ tấm hết tầm tay thì mình bắt vào tay. Lúc đấy là tay của đối thủ sẽ không còn đi nhanh nữa, dừng lại rồi thì mình mới bắt vào tay đối thủ. Được chưa? Nào. Rồi, cứ tạm thời như thế nào. Nào. Rồi. Làm nhanh lên. Phải làm nhanh lên. Phản xạ nhanh lên. Tốt. Lên ngồi là sao? Mình lên ngồi nhá. Lần tới này lên ngồi nè. Lên ngồi như thế. Được chưa? Đáng thẳng vào không? Đấy, đúng không? Nhưng mà bắt tao tay. Đúng rồi. Nào. Cái này ghi được mấy phút đấy nhỉ? Ôi, thì em chạy kìa. Con phải tấn công ấy chứ. Tấn công lại con. Tao bằng tay con mắt. Nào. Tấn công bằng tay chứ. Rồi, bắt như này. Bắt như này. Nào, hút lại bài. Nào. Đây, bài này. Chưa lọc, sai rồi. Nào, làm lại. Đưa tay kia đây. Chặt con. Tay này, phải chém xuống. Ôi.